Mình chào anh chị em nghe nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay sẽ chia sẻ cái cách vào lửa cho con chim chào màu. Chim chào màu là dòng chim dễ vào lửa nhất các bạn, nhanh nhất, dễ vào nhất. Nó ở ngoài thiên nhiên nó ăn trái cây nên về nhà mình vào cám nó cũng nhanh, vào lửa nó cũng nhanh. Nhưng với người biết, nhanh với những người biết, còn những bạn không biết làm sai. Nuôi 2 tháng, 3 tháng nó vẫn không hót tí nào. Lâu lâu lọt được giọng chích cồ các bạn đó. Con chào màu thực tế nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải làm đúng các bạn. Nó ăn trái cây thôi, về nhà lâu lâu mình ai cưng nó, bồi bổ cho nó chút đồ tươi, ví dụ như con cào cào chỉ cần một tuần một lần, không cần nhiều. Nhưng cái quan trọng ở đây các bạn phải hiểu được, biết được lửa là cái gì. Những bạn nào đang thắc mắc không nên bỏ qua chi tiết nào trong video này. Sẽ chia sẻ các bạn từ A đến Z cách vào lửa rất là đơn giản các bạn. Mình càng giản đơn bao nhiêu nó càng nhanh bấy nhiêu. Nó có quan trọng hóa nó quá. Đôi lúc các bạn cứ coi trọng quá rồi thành ra nó nặng nề, nó lâu. Mình cứ đếm từng ngày nó lâu. Từ thuần hóa cho tới vào cám cho tới vào lửa, con chim chờ màu là đơn giản nhất các bạn, nó dễ hơn con thang con lửa nữa. Tại cái dòng này nó ăn trái cây, bạn làm sao nhất là mùa nắng này cứ phải đầy đủ trái cây cho nó. Còn một miếng cam, mùa nắng này nó uống nước nhiều các bạn, nó ăn trái cây nhiều rồi nó ăn cám ít, nó nắng quá mình phải bồi bổ thêm trái cây cho nó. Cái dòng này nếu các bạn nuôi từ 2 tháng, 3 tháng muốn vào lửa nhanh thì các bạn phải cho tập lực. Tập lực để làm gì? Để cho con chim nó thoải mái tinh thần các bạn, nó bay đi bay lại. Cho siết xanh vận động, hoạt động với cái cơ, như là cái cánh này nè, nó ở trong lòng lâu ngày nó sẽ không bay, là nó sẽ vào lửa nó sẽ không có nhanh nha các bạn. Trước hết mình sẽ chia sẻ lửa là gì. Lửa đây là phong độ, giống như cầu thủ đá bóng đó các bạn, khi đạt đến phong độ cao thì là hay. Cái gì cũng hay, cái gì cũng nhanh hết. Còn cái dòng chim chào màu này, thực tế mà nói là dòng này là dòng chim đá các bạn. Cái cách mình chọn lựa sao nó cũng đá hết, hay hay dở thôi các bạn. Nó giống như con gà đó các bạn, lựa con gà tre, con gà nào từ nhỏ lên các bạn lựa kiểu gì nó cũng đá hết. Cái con dòng chào màu này nó cũng vậy. Rồi một like chính xác cho các bạn. Con gà tre cũng vậy, các bạn nuôi từ nhỏ lớn lên con nào cũng đá. Gà trống nha các bạn, gà mái có con đá con không đó. Con chào màu này cũng vậy, bạn nuôi con nào nó cũng sẽ hót, con nào cũng sẽ đá. Nhưng hay hay dở là do mình chăm sóc, do từng con chim đó. Như cái cách lựa chim chào màu thì mình đã chia sẻ rồi, bạn nào chưa xem thì có thể nhấn chuông theo dõi sẽ hiện video lên. Còn cái cách mà để mình chăm ở nhà, mình càng giản đơn thì nó càng nhanh càng lửa các bạn. Cái dòng này nó ăn trái cây đó, như mình chia sẻ lửa là cái phong độ, thì làm sao để cho con chào màu đạt tới cái phong độ là nó chơi thôi. Chơi thì có hai bộ môn, bạn đi thi đấu và bạn nuôi văn nghệ, nuôi giải trí, nuôi đam mê. Như mình là mình nuôi đam mê, mình nuôi chỉ để nghe hót thôi. Vào lửa những con chim hót nó khó hơn vào lửa những con chim đấu các bạn. Cái đơn giản là vậy. Nhưng mà mình vào lửa con chim hót nó từ từ nó lên, rồi nó lên rồi nó hót hoài, nó không có mất lửa. Còn nếu bạn vào lửa cho chim đấu, bạn thúc nó quá lên, nó làm âm đùng tới chừng không thúc nó nữa, nó sẽ mất lửa, tắt lửa luôn, không hót luôn, không chơi luôn đó các bạn. Nên con chim cũng vậy, con gì cũng vậy, bạn cứ từ từ là nó sẽ căng lên, nó sẽ lên lửa, nó sẽ hót. Nhưng từ từ phải làm đúng cách. Như thế nào là đúng các bạn. Ở đây mình có một cặp này, kè xem nó chơi không. Em mình nuôi đam mê nên nó
Nuôi đam mê nó không có sung lắm các bạn, nuôi chỉ để nghe hót thôi. Như anh này anh mới vừa hót này, đang yếu lửa này các bạn, tại mới vừa xong lông. Các bạn lưu ý nha, cái hồi mà mình vào lửa cho nó là chim đã xong lông rồi. Hoặc là chim bổi mình nuôi được 2-3 tháng mà nó chưa có thay lông, nó chưa có căng lửa thì mình vào theo những cái cách sau mình chuẩn bị chia sẻ ở đây. Như bạn nuôi chim chừng 2-3 tháng, bạn phải tốt nhất bạn phải cho ra một cái lồng lực để nó vận động. Thưa các bạn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái trái cây ở trong lồng á, bạn phải đổi. Nếu như nó ăn cái này chán rồi, nó không ăn nữa, bạn có thể đổi những cái trái cây mát, cái cam này, chuối này, bơm này, nho này, đó các bạn. Mướp khía rất là tốt. Đó, cái trái mướp khía cực kỳ tốt nha các bạn. Ăn rất là mát. Nếu các bạn vào lửa để đi thi đấu thì bạn phải đổi cám. Tại cám sao ạ? Như bình thường á, mình cho ăn cám bình thường nó không đủ chất. Còn nếu bạn đi thi đấu là trên đấu dàn á, trên những cái dàn chiến đấu là người ta cho ăn cám tốt không? Cám tốt thì có cái gì trong đó có nhiều chất hơn các bạn. Có thể là có tôm nhiều hơn nè, thịt bò nhiều hơn nè, rồi có cào cào nhiều hơn nè. Đó, có nhiều chất hơn, nó sẽ tốt hơn. Mà nó rất là nóng nha, các bạn lưu ý nha. Cho ăn cám lửa của trà màu trong kích đấu hot á, các bạn phải trộn lại, tốt nhất là cứ một lửa hai dưỡng, bạn trộn đều ba gói lại cho ăn, nó đỡ hư chim. Chứ bạn để chim nóng quá là lên dàn là nó cắn lông, cắn đuôi rồi cắn giò rồi nó hung dữ quá các bạn, nó cứ bu chụp một cái lồng á, nó đòi cắn con khác. Đó là trường hợp đó là con chim nó quá lửa, nó căng quá. Các bạn, mình đã cho ăn cám lửa rồi thì các bạn phải thường xuyên đi dệt cho này giảm bớt đi, giảm bớt những cái tật lỗi của nó đi, bạn phải đi dệt thường xuyên ở các bạn. Còn như mình ở đây mình nuôi đam mê, mình không có cần, sáng cứ máng lên tắm nắng chừng 30 phút, một tuần một lần tắm nước, một lần tắm nắng một lần. Cám lưu ý nha các bạn, cái cám không phải là cám tốt, là cám ngon, cám hay, nhưng mà tùy từng con chim, tùy từng cơ địa của con chim. Con chim của mình ăn cái cám 40.000 hót điếc tai, nhưng đổi cái cám 60 nó lại không hót nữa. Các bạn biết vì sao không ạ? Đó là nó không tiêu hóa được. Mỗi một con chim nó có một cái hệ tiêu hóa nó khác nhau. Cứ bạn cứ về cho ăn cám gì cũng được, nhưng mà thấy nó ăn nhiều, ok, cám đó hợp với nó là thứ nhất. Thứ hai mình nhìn cái đáy lồng của các bạn, phân nó là phải phân khối, không có ướt, không có nước, không có xanh, không có trắng. Ăn cám màu gì ra phân màu đó, nhưng mà phải phân khối, phân cục. Các bạn chỉ để ý nhiều đó thôi là con chim của các bạn làm đều đặn giống như mình. Một tuần là con chim nó thay đổi, bắt đầu khoảng chừng 2 tuần con chim của bạn căng lửa lên, nếu con chim của các bạn chưa hót, đúng không? Bạn nào nuôi 2 tháng 3 tháng rồi chim chưa hót, bạn phải làm giống như mình này. Mỗi một buổi sáng dậy, buổi tối thì bạn phủ áo lồng lại nha. Mỗi một buổi sáng dậy bạn máng ra tắm nắng, nếu như bạn ở nhà không có cần lâu, 30 phút thôi. Như mùa nắng này nè, 7 giờ tới 7 rưỡi, bạn rảnh ngày nào bạn tắm ngày đó, trong vòng một tuần đó, ví dụ như bạn tắm 2 lần thì tuần sau bạn cũng phải cố gắng cho được 2 lần. Bạn rảnh một tuần một lần thì tuần sau bạn cũng chỉ cần tắm một tuần một lần. Vào ngày nào thì bạn nhớ, ví dụ như ngày chủ nhật bạn ở nhà nghỉ, bạn đưa ra tắm nắng. Như một tuần tắm một lần thì bạn tắm cho nó lâu hơn chút, 1 tiếng đồng hồ đi, từ 7 giờ tới 8 giờ đi, bắt đầu cho tắm nước. Tắm nước xong đưa lên đó, phơi ở cái teo ở cái chỗ mà nó thoáng á, cho nó xỉa lông xỉa cánh cho nó khô, rồi mới đưa vào nhà. Đưa vào nhà thì các bạn phải phủ áo lại 3 mặt như vậy đó, rồi bạn treo lên bằng ngang cái mặt mình. Mặt mình bạn cao thì treo cao, bạn thấp thì treo thấp đó, treo làm sao vừa tầm nhìn để mình đi tới con chim nó quen mặt là thứ nhất, thứ hai nó không bị giật mình các bạn. Nó như vậy đó, rất là đơn giản. Con nào cũng vậy, các bạn làm như vậy
đó, đều đặn như vậy. Chừng 2 tuần lễ con chim của bạn hót âm đùng. Yes, cứ làm theo giống mình. Đó, con hót lại đây mình tặng con chim hót này luôn. Ghê chưa? Các bạn, bạn chỉ cần làm đúng, làm đều, chứ mình đừng có quan trọng hóa quá này, nó ăn cám tốt rồi ăn cào cào rồi đồ tươi này này kia, không có quan trọng các bạn. Tại ở ngoài rừng á, chim này nó chủ yếu nó ăn trái cây, những cái chuối trái này trái kia trái cây là nhiều. Côn trùng cào cào ở ngoài rừng nó bắt ít lắm, ít thấy cào cào mà trà màu mà xuống dưới bãi cỏ nó ăn, nó toàn ăn trên ngọn cây không, nó ăn trái cây không. Cái dòng này dòng ăn trái cây, nên về nhà mình không có quan trọng, mình chỉ cần làm đều, đơn giản. Yes. Bạn nào có ý kiến gì, có bình luận gì, để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Video đến đây tạm dừng rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào ạ.